Ui, vẫn còn kìa, cổ tay gì kia. Tiến Minh và Tây Vân đến từ Malaysia bắt đầu. Tùng vừa vội vàng đi mua thẻ và đăng ký thêm mạng rồi. Hy vọng là đủ dung lượng để live stream hết trận đấu này. Trận đấu được đón chờ nhất. Hot number 4, Matt Singer, Chiaoui Tan Malaysia vs Urusan Dus IMV India. Umpire, Bayan Lien Việt Nam, Sơn Church, Khang Vy An Việt Nam, Khóc Năm Quả, India, Ấn Độ. Trọng tài chính Mai Lan Yên Việt Nam, trọng tài giao cầu Hoàng Vy An Việt Nam. Nhiều người hơn đúng không? Những người mong mình đồng đội của đây là tuổi người khá trẻ. Mình được di chuyển rất linh hoạt. Tuấn Minh đánh cầu ngang rất là tốc độ luôn. Ủa mất con. Mọi người đều biết ai đang theo dõi ủng hộ live stream đúng không? Và hãy cùng chia sẻ live stream này cho các người bạn, những người bạn của các bạn để thưởng thức trận đấu này của Việt Nam. Và người đang luôn đồng hành và ủng hộ những live stream của anh. Tay vừa với thể hình khá tốt, di chuyển khá linh hoạt luôn. Tay vừa đến từ Malaysia, mọi người nhìn xem cao hơn Tiến Minh, trẻ hơn Tiến Minh. Cảm ơn Phạm Quang Minh đã nhìn thấy anh đâu mà gọi là cha kèm điểm. Tiến Minh rất lì, nhìn chết yêu Tiến Minh đâu phải dễ. Và rồi Du Jeon Seong của Hàn Quốc bây giờ đang từng xếp hạng thứ một thế giới ở nội dung đơn nam, được đồng tập với Lee Jong Dae các bạn, và cả tay vợt Kim Saran nữa, rất nhiều các tay vợt mạnh khác. 96 lắm. Rất tốt. Vâng, hiếm khi là Tiến Minh có cầu mạnh như vậy. Pha xoa cầu của tay vợt đến từ Malaysia rất tốt. Rất là tốt. Dẫn trước điểm số 79. Một pha kê cầu rất sát của tay vợt đến từ Malaysia. Live stream từ sáng tới giờ rồi, đã nhiệt tình hết mình vì anh em rồi. Có điểm số chứ mọi người, điểm số ở phía mặt 11-8. Rõ ràng với tuổi Tiến Minh thì anh thi đấu tại giải đấu này có thể nói là khá già rồi. Chờ một vài năm nữa khi mà Hải Đăng đã có nhiều kinh nghiệm và thi đấu chắc chắn hơn, có lẽ Hải Đăng 12-8 cho Malaysia. Đây là đến từ Malaysia đánh cầu khá lấp léo và vận động viên đó di chuyển khá vội vàng trong bóng ra. Tay trọng tài người nước vào rất là nhiệt tình, bắt chuyện với ông mà quên trời cũng như nói với anh. Họ còn nói là cảm ơn ta đang dẫn trước Tiến Minh từ đầu trận đấu đến giờ.
là hàng 13-9 cho tay vợt Malay, Tiến Minh đang bị dẫn trước mọi người. Vâng, có vẻ Tiến Minh đang chuyển sang lối đánh bên Bỉ rồi. Đấy, hùng sắc sập nguồn rồi mọi người. Em ở đây nhá, Lâm bị dẫn giúp anh đi sạc pin cái. Ok, xin phép anh. Đang là 11-13 phía tay vợt Malaysia. Tiến Minh đang dẫn điểm. Thank you.
Services Nguyễn Phạm Duy Anh Việt Nam, sân số 4, đơn nam. Đấu với British Rousey Malaysia, tập thể chính AJ Anamin Bangladesh, trọng tài giao cầu Mai Đăng Yên Việt Nam, On God One, Man Single Qualification, Match Number 10, Tan Trinh Ji Malaysia versus Alberto Agui Julianto Indonesia, Umpire Hus Aminu Bangladesh, Chabichus, Hoàng Thị An, Việt Nam. Thank you.
Trung Hoa Đài Bắc. Thi đấu với Adela Fishen Putramani Naki Iresia. Trọng tài chính Mai Lăng Yên Việt Nam. Trọng tài giao cầu. Một trận đấu rất hay giữa Ấn Độ và Đài Loan. Nhìn họ di chuyển rất là nhẹ nhàng và bình tĩnh ạ. Rất nhanh. Serving chairs at NG Vietnam. Trọng tài chính Bipak Papa Nepal. Tí nữa là trận đấu giữa Indonesia và Đài Loan. Vâng, bây giờ thì hai tay vợt phải dùng hết. Nhưng mà nó chết thế thì chưa ổn đâu. Văn Trường đập cầu từ Đài Loan. Một pha đập cầu thẳng vào người, thủng cái bụng rồi. Indonesia phát cầu. Vâng, thủ cầu quá tốt. Đập như thế vẫn thủ được. Vâng, trận đấu thứ 3 hết sức căng thẳng và ngang tài ngang sức. Khoảng cách điểm số là chưa đáng kể. Được cầu chéo 5-3 cho Indonesia. 6-3. Anh có mang sàn dự phòng không anh? Vặn trượt. Bát cắm cực lên đất. Sau nhìn tiền tuần nó đi hiểu quốc tế nhưng mà xỉa. Theo dõi thì vận động viên của Đài Loan đầu game có những pha rất tinh nghịch, hết nghịch rồi. Chờ bắt đầu game thì nó thể về những cái hạng. Đây là cầu mà họ có rất là an toàn. Ở ý thì hầu như vận động viên hiện nay thì đều đối cầu giống nhau. Đối thủ chuyển kiếp đánh với nhau. Kề cầu quá sát lưới vẫn còn. Chém cầu khéo chưa? Thực sự cầu của họ quá bền. Loan ghi điểm. Quá nhỉ. Nhưng vẫn còn tay vợt đến từ Indonesia thủ cầu cũng rất chỉ. Vẫn còn. Thêm một pha nữa xem nào. Đập góc khác. Đập chán chưa thì anh còn đập nào. Rất bình tĩnh, xem mọi chạm của quả cầu nó nhẹ như lông hồng vậy.
trận đấu giữa Đài Loan và Indonesia. Thủ cầu vẫn rất chỉ ạ. Vẫn chưa hết. Cổ tay kìa. Vị thật. Còn không, vẫn còn. Dã man. Thằng ABC của Đài Loan. Vẫn còn một pha cầu dài, một đường cầu dài. Đập vâng điểm 9-10. Đài Loan cầu. Cầu ngoài sân. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Đập cầu, vâng, chém. Quá lắc. Tuy nhiên cầu ra ngoài. 13-9. Đập cầu chéo sân. Vâng, bay người cứu cầu. Thủ cầu rất tốt ạ. Thôi, kê cầu lắc lưới như thế thì không còn cơ hội rồi. Khoảng cách 5 điểm. Rất xuất sắc. Ever đến từ Indo lại tăng tốc. Đập cầu ngoài sân. Được san bằng hay không? Đập như thế vẫn thủ được. Phun thủ rồi. Ngoài sân. Bắt bài rất nhanh nhưng cầu ngoài sân. 17-10 rồi. Hai nhịp khá hay. Cầu vẫn trong sân. Thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Còn tính đến thời điểm hiện tại thì 99% là chiến thắng dành cho Indonesia rồi. Điểm 19-10. Tay vợt đến từ Đài Loan đang gặp vấn đề tâm lý. Và nhìn mặt bạn đấy thì rất trẻ. Có lẽ là đây là một trong những giải đấu đầu tiên mà bạn đấy đi thi đấu quốc tế. Vẫn rất khéo léo. Tuy nhiên tay vợt đến từ Indo còn khéo léo hơn. Đã hay lại còn may. Đẳng cấp thế nhỉ. Về kìa. Rất đáng tiếc. Vâng, điểm số cuối cùng 21-10. Quá xuất sắc cho tay vợt đến từ Indonesia.